Hello anh em, 2D Tộc đã quay trở lại rồi đây. Đây sẽ là phần cuối về chuyến đi dã ngoại của Ayano Koji Kiyotaka. Anh em hãy chú ý để không bỏ lỡ bất kỳ tình tiết nào mà tôi sắp chia sẻ nhé. Let's go! Xin anh em ít phút quảng cáo, team 2D Tộc có shop bán những phụ kiện như poster, móc khóa, standee, khung ảnh chất liệu mica kính, rồi nhựa đủ các loại to nhỏ phục vụ anh em. Và còn nhiều mặt hàng hay ho khác liên quan tới anime game waifu đợi anh em vào shop khám phá. Tất cả đều có dịch vụ in theo yêu cầu để anh em có thể tha hồ lựa chọn những hình mình thích. Anh em rảnh ghé qua shop để ủng hộ nha. Link shop tôi có để dưới mô tả video cho anh em rồi nhá. Hoặc anh em có thể vào Shopee, TikTok shop Lazada, rồi tìm 2D Tộc shop Lazada nhá. Cảm ơn anh em. Lúc này, Kiyotaka đã hẹn gặp Horikita trong hành lang bên ngoài phòng khách. Horikita xuất hiện và xin lỗi vì đã để cậu phải đợi. Họ quyết định mua đồ từ máy bán hàng tự động gần đó để có thể nói chuyện mà không bị nghe lén. Horikita muốn biết Kiyotaka đã làm những gì trong sự kiện ở văn phòng hộ học sinh và liệu có phải chính cậu đã gài Yagami để đuổi hắn ta không. Đồng thời Horikita hỏi về danh tính và quá khứ của Kiyotaka. Cậu chỉ tiết lộ rằng cậu đã gài bẫy để làm sao Yagami bị đuổi và giải thích rằng chính hắn ta đã tự gây thù chuốc oán với Nagumo và Ryoen. Tuy nhiên những gì về quá khứ thì Kiyotaka vẫn giấu kín làm Horikita hơi khó chịu. Hai người đi lên cầu thang lên tầng 2 nơi có các bồn tắm lớn, sau đó đến khu vực nghỉ ngơi với các máy bán hàng tự động. Họ gặp hai nữ giáo viên đang thư giãn trên ghế massage và quyết định nói chuyện với họ. Horikita hỏi thăm các cô có đang thư giãn quá mà bỏ bê công việc không. Hoshinomiya Sensei và Chabashira Sensei giải thích rằng họ được cho nghỉ xả hơi tối nay và đang thưởng thức buổi massage. Sau đó, Horikita hỏi về việc sử dụng ghế massage và Hoshinomiya Sensei chia sẻ về sự cần thiết của việc sử dụng máy móc để hỗ trợ cơ thể khi lão hóa. Cô ấy cũng nói về việc Horikita đã lãnh đạo lớp rất tốt và thể hiện sự ngưỡng mộ và ghen tị. Lúc này, Kiyotaka cũng đang tò mò tay máy với cái điều khiển khiến cho Chabashira rên la oai oái. Tuy nhiên, Hoshinomiya Sensei tiếp tục nói về cuộc chiến giữa các lớp, so sánh nó với một ván bài sinh tử. Cô ấy ám chỉ rằng có sự gian lận trong bộ bài của lớp Horikita và chỉ trích việc một lá bài cực kỳ mạnh đã xuất hiện trong lớp của cô. Không ai khác chính là cậu con trai đang có mặt ở đây. Horikita thẳng thắn thừa nhận nhưng đồng thời cũng tự tin về việc lớp họ sẽ tiến tới lớp A nếu khai thác được toàn bộ tiềm năng của Ayano Koji Kiyotaka. Cuối cùng Kiyotaka tạm chia tay họ rồi rời đi. Lúc này là một cảnh tượng tĩnh lặng vào buổi tối trước khi cả nhóm chuẩn bị đi ngủ. Kito đứng dậy để lấy và đọc một số cuốn tạp chí thời trang. Kiyotaka nhận thấy rằng thói quen này của cậu ấy khiến mọi người bất ngờ vì Kito không phải là người thích đọc sách như cậu và Hiyori. Kito cũng chia sẻ ước mơ của mình là trở thành nhà thiết kế thời trang, điều mà mọi người trong nhóm đều không ngờ tới. Watanabe cảm thấy ngưỡng mộ và được truyền cảm hứng từ sự quyết tâm của Kito. Cuộc trò chuyện sau đó xoay quanh việc cả nhóm đều có những ước mơ riêng, nhưng chỉ người tốt nghiệp từ lớp A mới có cơ hội thực hiện được nó. Điều này tạo ra một bầu không khí nặng nề và khó khăn trong nhóm. Buổi sáng ngày thứ tư của chuyến đi, nhóm bắt đầu chuẩn bị cho ngày tham quan tự do cuối cùng trước khi trở lại trường học vào ngày mai. Kết quả kỳ thi ngày hôm qua cho thấy có 10 nhóm đã ghi hơn 20 điểm và kiếm được 30.000 điểm cá nhân. Tuy nhiên nhóm 15 bao gồm cả Michan và Miyamoto đã bị loại vì không đạt yêu cầu bài thi. Do đang là thời điểm người ta dọn dẹp phòng tắm, nhóm quyết định tham gia trò chơi ném tuyết để tận hưởng ngày cuối cùng tại Ryokan. Có sự thay đổi trong mối quan hệ giữa các thành viên nhóm sau khi trải qua chuyến đi này, ví dụ như Yamamura và Kito. Trong trò chơi ném tuyết, nhóm của Ishizaki và nhóm của Sudo đối đầu với nhau. Trận đấu diễn ra gay cấn và một số học sinh bị loại. Sau đó hấp dẫn nhất là trận đấu giữa Horikita và Ibuki. Yamamura đang thi đấu trong đội của Horikita. Cô ban đầu không tự tin trong việc tham gia trò chơi và tỏ ra lo lắng về việc không thể giúp ích cho đội của mình. Tuy nhiên sau khi được động viên, cô bắt đầu tham gia tích cực và cố gắng hết mình. Trận đấu diễn ra sôi nổi với sự cạnh tranh gay gắt giữa hai đội. Cuối cùng đội của Horikita đã thua và Ibuki được dịp hả hê gáy vang trời trước đối thủ của mình. Lịch trình ngày thứ tư không còn gì nhiều nữa, chủ yếu là đi trượt tuyết. Lần này cả 8 người trong nhóm cùng nhau trượt ở khu vực dành cho người mới bắt đầu, thay vì đi riêng lẻ. Ryoen có vẻ buồn chán vì dễ quá nhưng tốt là cậu ta không hành động ích kỷ theo ý của mình. Kiyotaka cũng mua quà lưu niệm cho mấy đứa năm nhất trong thời gian còn ở lại. Sau tối nay thì cả đội không còn ở đây nữa. Sau khi tắm xong trong nhà tắm, cậu nhận được tin nhắn từ Sakayanagi, đáp lại yêu cầu gặp mặt của cô ấy, cậu đến sảnh chính. Mới hơn 8 giờ tối nhưng hôm nay có rất ít học sinh ở đây. Dù sao đây cũng là đêm cuối cùng, vậy nên mọi người tranh thủ nói chuyện với nhau một lần cuối trước khi mọi thứ trở lại với quỹ đạo cũ của nó. Sakayanagi lúc này đã chờ sẵn ở đấy. Cô hỏi cậu có thích chuyến đi này không? Kiyotaka nói tương đối vì nó giúp cậu trải nghiệm nhiều thứ mà cậu chưa từng làm, đồng thời giao tiếp với những người lạ, ví dụ như Kito và Yamamura. Cậu cố tình nhắc đến tên hai người dưới trướng cô gái này. Dù vậy Sakayanagi không mấy dao động, cô chỉ gật gù đồng tình. Kiyotaka hỏi quan hệ của cô với các học sinh cùng lớp, cô chỉ đáp là cô coi mọi người bình đẳng như nhau. Kiyotaka hỏi lý do Sakayanagi gọi cậu ra đây, cô chỉ muốn nói chuyện phiếm nhưng cậu tỏ rõ sự nghi ngờ. Sakayanagi quyết định đi thẳng vào vấn đề chính. Trước khi họ trở lại trường vào ngày mai, cô muốn cho cậu biết về người đã ghé thăm phòng của cậu vào hôm hội thao. Nói qua một chút thì khi Kiyotaka và Sakayanagi bỏ tham gia hội thao và đang nói chuyện trong phòng của Kiyotaka thì đã có một người xuất hiện trước cửa phòng cậu. Kiyotaka cũng bắt đầu tò mò về danh tính của người đó. Sakayanagi hỏi cậu có nghĩ đó cũng là người đến từ White Room không? Cậu không nghĩ vậy vì lần trước nói chuyện người bí ẩn đã gọi cha cậu là Ayano Koji Sensei, điều mà không đứa trẻ White Room nào nói cả.
Thêm vào đó, giọng của người bí ẩn cũng rất quen đối với Sakayanagi. Người bí ẩn cũng đã gọi cho Kiyotaka trước cả khi Asumi ghé thăm trường, nên Kiyotaka suy luận đây là một kẻ cũng thuộc giới tinh hoa trong xã hội và là thân tín của cha Kiyotaka. Sakayanagi tán thành với suy luận của Kiyotaka trước khi tiết lộ thông tin của người bí ẩn, cũng quyết định gọi thêm một người tới đây, người này cả Kiyotaka cũng biết, là học sinh năm 2 và cũng biết danh tính người bí ẩn. Trong lúc chờ người đó tới, hai người lại bắt đầu trò chuyện, xoay quanh việc phân nhóm trong chuyến đi dã ngoại và bài thi cuối kỳ sắp tới, hẳn hai sự kiện này sẽ có quan hệ mật thiết với nhau. Ngoài ra, Kiyotaka cũng thắc mắc tại sao Sakayanagi không quá lo lắng vì dù đúng là cô đang có điểm bảo vệ, nhưng điểm lớp của lớp A so với các lớp khác đang không còn quá chênh lệch như lúc trước nữa rồi. Đồng thời, Kiyotaka cũng đề cập viễn cảnh Sakayanagi thua Ryoen ở bài kiểm tra cuối kỳ, cô chỉ cười và nói chưa bao giờ nghĩ cô sẽ thua. Cô cũng đã chỉ ra hẳn là với Kiyotaka, Ryoen hay cô có thua cũng sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của cậu. Kiyotaka thấy hai người quả là rất hiểu nhau. Trước khi kịp nói gì thêm thì người Sakayanagi hẹn đã đến, đó chính là Kanzaki. Cả hai cậu con trai đều bất ngờ trước sự có mặt của đối phương. Sakayanagi giải thích là hai gia tộc Sakayanagi và Kanzaki có quen biết nhau, dù về cơ bản thì hai bên cũng không có bất kỳ mối quan hệ trực tiếp nào, chẳng qua là với tư cách là những người nằm trong thành phần tinh hoa của xã hội nên thường gặp nhau trong các bữa tiệc. Cha của Kanzaki hiện đang nằm trong hội đồng quản trị tập đoàn công nghệ Kanzaki. Kanzaki hơi khó hiểu khi phải nói những điều đó với Kiyotaka, đồng thời hỏi lý do sao cô gọi cậu ra đây. Cô giải thích muốn Kanzaki nói với cô và Ayanokoji những gì cậu biết về Ishigami đang học ở trường. Lúc này biểu cảm của Kanzaki đột nhiên cứng lại. Kanzaki hiểu là Sakayanagi quan tâm đến nhân vật Ishigami kia, nhưng thắc mắc Kiyotaka thì liên quan gì. Sakayanagi nói có vẻ Kanzaki vẫn chưa hiểu gì, kể cả khi đã nghe đến cái họ Ayanokoji ngay từ năm nhất. Lúc này Kanzaki mới vỡ lẽ ra, thay đổi thái độ. Giờ Kanzaki mới nhận ra Kiyotaka chính là con trai của Ayanokoji Asumi, người cậu ta ngưỡng mộ. Kanzaki bày tỏ sự kính nể với người cha của Kiyotaka, đồng thời khen ngợi về Kiyotaka hết lời. Dù Kiyotaka nhận thấy có vẻ Kanzaki không đánh giá cao cậu mà là đánh giá cao cha cậu thì đúng hơn, và cậu thì không muốn bị gọi như vậy một chút nào cả. Quay về vấn đề chính về nhân vật tên Ishigami. Qua Kanzaki, mọi người biết được Ishigami nhỏ hơn họ một tuổi là một người cực kỳ ám ảnh với Ayanokoji Asumi và cậu ta đã nhiều lần chủ động ngỏ lời nói chuyện với ông ta. Theo Kanzaki, dù chưa tiếp xúc quá lâu thì Ishigami cực kỳ thông minh và khôn khéo, vượt qua ngưỡng của học sinh bình thường. Kanzaki đang lo lắng Sakayanagi tính lợi dụng Ishigami trong tương lai, nhưng cô chỉ bình thản đáp với một người thần tượng cha Kiyotaka quá mức như vậy, liệu trong tương lai có thể chủ động gây sự với Kiyotaka nhằm thử tài hay gì đó tương tự hay không. Và với tình hình năm 2 căng thẳng như hiện tại thì cô không mong điều đó sẽ xảy ra, cảm thấy không còn cần thiết nữa, Sakayanagi đuổi khéo Kanzaki đi. Kanzaki đứng dậy rồi lập tức rời khỏi đó. Sakayanagi quyết định bấm gọi trực tiếp Ishigami để hai người hiểu nhau hơn, lúc này đối phương đáp lại như biết chắc cô sẽ gọi tới. Cô cũng đi thẳng vào vấn đề, cô mong Ishigami sẽ không xen vào cuộc đấu giữa cô và Kiyotaka trong tương lai. Ishigami cũng khẳng khái đáp lại, hiện cậu ta chỉ muốn tận hưởng cuộc sống học đường này, nhưng nếu có bất kỳ yêu cầu nào từ Asumi, Ishigami sẵn sàng ra tay không do dự, đồng thời đe dọa không hề yếu thế trước cô hay Kiyotaka. Sakayanagi quyết định chủ động chấm dứt cuộc gọi. Kiyotaka cảm ơn và định nói lời tạm biệt cô. Lúc này bất ngờ Amikura xuất hiện. Cô đang có vẻ lo lắng hớt hải, đó là vì Ichinose Honami đã biến mất cả tối nay. Đồng thời nghe được từ các bạn cùng phòng rằng tinh thần Honami mấy ngày này rất bất ổn nên cô cảm thấy lo lắng. Họ đã tìm kiếm nhiều chỗ rồi nhưng vẫn không thấy Honami ở đâu. Sakayanagi quyết định rời đi vì thấy không còn phù hợp để nói chuyện nữa, đồng thời nhắn nhủ Kiyotaka nên tìm Honami vì cô ấy hiện đang rất quan trọng với cậu. Cô nhấn mạnh đầy ẩn ý. Kiyotaka chào tạm biệt Sakayanagi và rời khỏi sảnh. Cậu nhìn ra từ hành lang của Ryokan và thấy tuyết đang rơi. Sau khi trở về phòng và mặc quần áo, Kiyotaka đi ra sân sau của Ryokan. Trông thấy một ngọn đồi nên mọi người đến để ngắm cảnh. Sau khi loại trừ, cậu quyết định lên đó để tìm cô. Ở đây, ánh đèn leo lắt trong đêm tối. Đã gần 9 giờ, tiết trời đầy lạnh giá. Các bậc thang được soi sáng như ánh đèn đặt ở hai đầu hành lang, nhưng vì trời tuyết nên thực sự khó để nói là an toàn. Kiyotaka leo lên cầu thang, cẩn trọng từng bước trên tuyết để tránh bị ngã. Tại chỗ sàn làm bằng gỗ đó, cậu thấy một dáng người nhỏ bé. Có lẽ cô đang ngắm cảnh nhưng do trời tối nên lại trông khá là ảm đạm. Không có ai ở quanh đấy ngoại trừ cô ấy cả. Có vẻ cô không nhận ra cậu do tiếng gió thổi quá lớn, cậu cũng không muốn làm cô hoảng sợ nên đã dẫm những bước chân thật mạnh trên nền đất. Vì vẫn không thấy phản ứng lại nên cậu lên tiếng gọi, cậu vờ như mình có mặt ở đây chỉ là sự trùng hợp nhưng rồi nhanh chóng đính chính mình ở đây là để đi tìm cô. Mọi người đang rất lo lắng cho Honami, cậu vừa mới bấm điện thoại để báo lại tình hình cho nhóm vì đã tìm được cô rồi. Honami xin lỗi vì đã khiến cậu phải phiền, với cậu thì không vấn đề gì, miễn là về lại trọ đúng 9 giờ. Dù vậy hiện tại Honami trông không có vẻ gì là muốn quay lại. Kiyotaka hỏi cô có phải đang muốn ở một mình không. Cô không đáp lại, chỉ tiếp tục ngắm nhìn cảnh vật. Kiyotaka cảm nhận được cái lạnh của không khí. Câu hỏi cô đã ở đây bao lâu? Honami nói mới 5 phút nhưng nhanh chóng biết mình bị lộ đã nói dối nên xin lỗi cậu. Vì lúc Kiyotaka leo lên đây không hề có dấu chân trên tuyết nên hẳn cô phải ở đây trước cả khi tuyết rơi rồi, khoảng từ 30 đến 40 phút trước. Kiyotaka thuyết phục cô trở về, nếu ở tiếp sẽ cảm lạnh, dù vậy Honami vẫn không chịu nghe theo, cuối cùng tuyết đã ngừng rơi. Nhưng cũng chỉ là tạm thời, theo dự báo thời tiết thì tuyết sẽ còn rơi dày hơn.
cô quyết định hỏi thẳng lý do gì khiến Honami lại ở đây vào giờ này vậy. Honami không trả lời ngay. Cô không nhìn về phía cậu mà chỉ chăm chăm nhìn vào màn đêm. Cô nói mình muốn ở một mình. Đó là một lời từ chối nhẹ nhàng. Cô nàng khẩn cầu cậu rời đi và không muốn nói chuyện. Hoặc cũng có thể cô nàng không muốn ở cạnh cậu ở thời điểm hiện tại. Cậu không thể bỏ mặc cô giờ này vì rất nguy hiểm. Tuy nhiên Honami lo về việc nếu Kay biết được hai người ở với nhau thì thế này sẽ rất buồn. Cô không muốn như vậy. Hidotaka thấy quả là Honami vẫn luôn quan tâm đến người khác, ngay cả trong hoàn cảnh hiện tại. Cậu đành rời đi, nhắn nhủ cô nên về trước giờ giới nghiêm. Ngay khi cậu bước chân đi, tuyết lại bắt đầu rơi. Tuyết rơi nhiều hơn cả trước. Khi Kiyotaka ngoái lại nhìn, Honami vẫn như vậy, nhỏ bé và yếu đuối. Cậu tự hỏi về lần cuối cậu nhìn thấy một Honami vui vẻ hoạt bát kể từ khi cô nàng bước vào trường là khi nào. Cậu cảm thấy có gì đó trong cô sắp trực trào, nếu chỉ là nỗi buồn nhỏ thì ổn, nhưng nếu nó quá lớn rồi, vỡ toang ra, sẽ không thể hàn gắn lại được nó nữa. Con đường vươn tới lớp A của cô ấy sẽ bị đóng lại và điều đó sẽ cản trở kế hoạch mà Kiyotaka ấp ủ. Thế rồi cậu ngồi xuống bậc thang dẫn xuống nhà trọ. Honami bất ngờ trước hành động đó nhưng Kiyotaka chỉ tỏ vẻ ngây ngô. Vài phút trôi qua, thời gian cứ lặng lẽ trôi. Honami không im lặng được nữa, cuối cùng đành nói chuyện với cậu. Honami đầu tiên hỏi cậu về Washroom, cô nghe được nó từ chủ tịch Tsukishiro ở bài kiểm tra trên đảo hoang, đồng thời hỏi tình hình của cậu sau âm mưu đuổi học của ông ta. Dù vậy Kiyotaka chỉ nói là bản thân không thể nói gì thêm, điều này khiến Honami cảm thấy chút chạnh lòng. Không thể nói gì thêm nữa với mọi người hay chỉ với riêng Ichinose, cách cô nàng hiểu có lẽ sẽ tạo ra một sự khác biệt lớn. Cậu nghĩ hẳn cô nàng sẽ hơi sốc khi bị nghĩ mình không đủ tin tưởng để được chia sẻ bí mật. Cậu quyết định đặt câu hỏi cho cô là tại sao cô lại ở đây một mình giữa trời lạnh giá này. Cô nói mình đang rất vui. Nhưng nhìn khuôn mặt của cô hiện tại, cậu thấy nó không vui một tí nào. Kiyotaka muốn bóc trần những điều cô nàng giữ kín cho riêng mình cũng như những điều cô nàng không thể nói thành lời. Honami thấy lạ khi cậu cứ ngồi bệt ở đó mặc cho rét buốt và yêu cầu cậu lại gần mình. Cậu vội vàng đứng dậy phủ lớp tuyết rồi đến chỗ cô nàng. Vẻ mặt của Honami vẫn vậy. Kiyotaka kiểm tra điện thoại thì thấy bây giờ đã là 8:40, chứ đi khoảng thời gian quay lại nữa thì hai người còn khoảng 10 phút. Cậu nghĩ nếu cô nàng muốn im lặng cho đến lúc đó thì cũng ổn thôi. Cậu dự định sẽ ở bên cạnh cô cho đến phút cuối cùng và chờ đợi cô ấy hồi đáp. Lúc này tuyết bay lất phất mỗi khi có gió đã thổi qua. Giữa lúc đó vài giây sau, Honami hé môi, hơi thở trắng xóa của cô nàng tan biến theo không khí. Cô đang nghĩ về sự bất lực của mình với vai trò leader khi lớp của cô ấy đang xuống dốc. Những giọt nước mắt bỗng lăn dài trên má. Kiyotaka hỏi cô đã nghĩ về nguyên do chưa. Cô nói giá như mình có thể chi phối lớp được như Sakayanagi, giá như mình có được sự táo bạo mạnh mẽ của Ryoen, giá mà mình có thể điều phối lớp hợp lý như Horikita. Kiyotaka giải thích đòi hỏi như vậy có hơi vô lý rồi, khi cô chỉ có thể là chính mình, không thể trở thành ai khác được. Cô nghe vậy có chút tự chế giễu bản thân. Cô nói mình đang khát cầu những điều mình chẳng thể có được. Cô đang muốn thay đổi, đúng hay sai chỉ là yếu tố phụ. Cô chỉ đang muốn phá vỡ sự bế tắc này. Với Kiyotaka thì giờ lẽ ra chưa phải lúc cậu ra tay, nhưng do sự kiện tỏ tình bất ngờ cậu nhận được ở bài kiểm tra trên đảo hoang mà đã gây ra một số hệ lụy như hiện tại. Cậu tự hỏi liệu cô có thể chống chọi được cho đến thời điểm 3 tháng nữa lúc hai người đã hẹn ước không. Những vấn đề mà Ichinose Honami đang gặp phải, tình cảm cô dành cho Kiyotaka, sự tồn tại của Karuzawa Kei, lớp học của cô thì vướng vào vòng xoáy sâu tận đáy mà không thể ngóc lên được. Mặc dù Kanzaki và Himeno đã hành động nhưng cũng không thể nào kịp được. Con đường làm thành viên của hội học sinh cũng rơi vào gõng cụt. Một viễn cảnh tàn nhẫn, bị bao vây, chặn mọi ngả đường, thất bại hoàn toàn. Đó là điều mà Kiyotaka thấy rõ ở hiện tại. Cô bật khóc thốt lên, đau lắm, thực sự đau lắm. Đó là những từ thể hiện sự bất lực của chính cô ấy. Nếu chỉ là vấn đề của riêng cô thì đã không đến nỗi vậy. Nhưng vì là người đang dẫn dắt cả lớp, cô không thể chịu đựng được chuyện này. Cô sẽ gánh toàn bộ trách nhiệm vì thất bại của lớp. Chuyện này xảy ra là bởi cô nàng nghĩ vậy. Mình xin lỗi, Ayano Koji-kun. Giọng nói run rẩy của cô nàng thể hiện rõ sự khổ tâm. Tại sao cậu phải xin lỗi? Kiyotaka hỏi lại. Vì nhiều thứ, mình khóc như này sẽ chỉ gây phiền phức cho cậu, cô nói. Đối với Kiyotaka, Honami từng được nhìn nhận là rất thông minh và sáng suốt, nhưng tất cả những tiềm năng đó đã bị khai thác hết. Một trái tim yếu đuối dễ vỡ, yếu đến mức chết người. Cả Horikita và Ryoen và Sakayanagi nữa, những leader sẽ không dậm chân tại chỗ, phải vùng vẫy chịu đựng và gục ngã tại chỗ như vậy hẳn phải rất đau đớn. Nếu Kiyotaka ân cần bảo cô không cần phải cố gắng nữa, Honami sẽ được giải thoát khỏi trách nhiệm nặng nề này, nhưng lúc đó cô sẽ đánh mất chính mình. Với Kiyotaka thì còn quá sớm cho việc đó, cô ấy chưa thể sụp đổ. Cho đến kỳ thi cuối năm quyết định số phận của các học sinh năm 2, Honami không được dừng lại. Thế rồi, Kiyotaka thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Cậu vòng tay ra sau lưng Honami trong khi cô đang chịu đựng sự đau khổ. Sau đó cậu đặt tay lên vai phải của cô rồi kéo lại về phía cậu. Ayano Koji, Honami kêu lên bất ngờ. Cậu có thể khóc khi cảm thấy đau khổ, cậu có thể nhờ giúp đỡ khi cảm thấy khó khăn. Mỗi người đều có một điểm yếu, Kiyotaka an ủi cô. Nhưng mà... Honami cắn môi. Nó tái xanh lại do phải chịu cái lạnh và nuốt lại lời nói. Cô nàng muốn di chuyển cơ thể mình ra nhưng chỉ còn chút sức lực yếu ớt. Không có thứ gì cậu khao khát sao? Kiyotaka hỏi cô. Vô ích thôi, thứ mình khao khát nó đã... Những lời của cô như bị nghẹn lại. Cậu đã không thể với tới nó được nữa, Kiyotaka tiếp lời.
tận sâu nơi cổ họng. Không, tận sâu thẳm trong trái tim, Honami đang kiềm chế một cách tuyệt vọng những lời nói sắp trực trào. Nhưng Honami trong tiềm thức khẽ gật đầu. Cậu không cần để tâm đến chuyện đó nữa, đó là điều tớ nghĩ. Kiyotaka nhẹ nhàng nói, nếu cậu không đủ can đảm để tự mình đặt bước chân đầu tiên, tớ sẽ giúp cậu một tay. Rồi cậu gạt đi dòng nước mắt đang rơi trên má Honami bằng ngón tay mình và chúng thực sự lạnh đến mức tê cóng. Hiện giờ Honami đã không còn chút sức lực nào để lùi ra nữa rồi. Đúng hơn là cô đã cảm thấy an tâm và phó mặc mọi thứ cho cậu, trong khi đang ngắm nhìn từ cảnh đêm tuyết phía xa xăm này. Ngày hôm đó hai người họ đã cảm nhận được hơi ấm của nhau, vai kề vai dưới bầu trời mùa đông hiu hắt. Đến đây cũng là phần cuối của chuyến đi trải nghiệm rồi. Anh em thấy hay thì nhớ cho bọn tôi một like và một share để búp lực cho bọn tôi ra nhanh phần mới đấy nhá. Thân ái và chào tạm biệt.